Harry Won được khen nổi tiếng tại Việt Nam, không thua kém huấn luyện viên Park Hang-seo. Bà xã Trấn Thành còn được gọi là IU của Việt Nam. Mới đây, một kênh truyền hình cáp của Hàn Quốc đã đề cập đến Harry Won trong talk show của mình. Talk show của đài TVN với mục đích giới thiệu những văn hóa đặc sắc và các ngôi sao người Hàn, gốc Hàn đang có độ phổ biến rộng rãi ở nhiều nước khác mà chính người Hàn Quốc lại không biết. Theo talk show, ở Việt Nam, Harry Won là một trong số các gương mặt nổi trội nhất. Theo chia sẻ của các MC trong chương trình, Harry Won là ngôi sao gốc Hàn đang rất được yêu mến ở Việt Nam. Qua vài cuộc khảo sát của show, hầu hết người Việt Nam đều biết đến Harry Won mỗi khi được hỏi về cô. Thậm chí độ nổi tiếng của nữ ca sĩ, diễn viên tại Việt Nam cũng được nhận xét là không thua kém gì huấn luyện viên Park Hang-seo. Loạt thông tin cá nhân xoay quanh Harry Won được chương trình cập nhật chi tiết. Theo đó, Harry Won sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Mang hai dòng máu Việt Nam và Hàn Quốc, Harry Won có vẻ đẹp lai ngọt ngào. Cô nàng 8X chính thức hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam kể từ năm 2014 trong vai trò ca sĩ, diễn viên và MC. Cuối năm 2016, cô kết hôn với nam nghệ sĩ Trấn Thành. Chương trình cũng cho biết cả hai là cặp vợ chồng đình đám showbiz Việt Nam. Các ca khúc tiêu biểu của Harry Won cũng được chương trình đề cập, điển hình như Hương đêm bay xa, Anh cứ đi đi, Như anh đã mong chờ. Riêng ca khúc Anh cứ đi đi đạt lượt nghe hơn 200 triệu và lượt xem MV cán mốc 45 triệu. Một MC còn gọi Harry Won chính là IU của Việt Nam. Chương trình cũng đề cập đến nữ ca sĩ Hansara cũng là một trường hợp nghệ sĩ người Hàn Quốc nổi tiếng tại nước ngoài.